quán cơm sành điệu. Các con đừng sợ, bà lái xe không sao đâu. Mẹ nhìn kìa, cây cột đường bị đổ hết. Con thấy những chiếc xe ô tô phía trước cứ như sắp đâm vào mình rồi. Con đừng nhìn ra cửa nữa, nhìn vào ba thôi, giống như chị con kìa. Mẹ nói đúng đấy, chỉ nhìn ba thôi sẽ chẳng thấy sợ đâu. Em xem, ba rất bình tĩnh, không việc gì chúng ta phải sợ cả. Ba mẹ con bình tĩnh đi, để ba tập trung lái xe, bảo mỗi lúc một lớn hơn rồi đấy. Mình ơi, họ còi xin đường chúng ta đấy. Bây giờ lối chạy xe còn không có thì làm sao mà có chỗ cho xe khác vượt. Đường lại bị nước ngập rồi, có vượt lên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Họ còi nghe sốt ruột quá mình nạ. Hay mình xem có chỗ nào tấp vào nhường đường cho họ đi trước đi. Mẹ nói đúng đấy, ba cho họ vượt lên trước đi ạ. Không được. Lái chiếc xe hơi này chạy trên đường cao tốc ngày mưa ngày bão mà cứ y như ốc sên dạo phố ấy. Xe hơi cái nổi gì, xe lưu thì có ấy. Bực hết cả mình. Kia kìa, nhà ông ta đang ngồi ăn rồi đấy. Thấy ghét. Mưa bão thế này lái xe không an toàn chút nào. Nhà mình cứ nán lại đây đợi mưa ngớt rồi hãy đi tiếp. Em cũng nghĩ vậy mình à. Nếu không biết lái xe thì đừng có chạy vào đường cao tốc. Thôi, ăn mau lên các cậu rồi còn đi. Thà đi ngoài mưa bão còn hơn là đi sau chiếc xe lưu. Ngớt mưa rồi, trời sáng hẳn ra mẹ nhỉ. Xe nhà mình lại chạy bon bon. Chỉ tầm nửa giờ nữa là về đến nhà thôi mình nhỉ. Ừ, sắp rồi. Đường nước rút rồi nên đi nhanh được. Quá, chỉ xây xát nhẹ, không ai bị thương cả. Nhưng các anh cũng nên đến trạm y tế gần đây kiểm tra. Xe chúng tôi còn trống một chỗ, có thể cho một người đi nhờ. Tôi sẽ chở giúp hai người còn lại. Xe nhà tôi cũng còn hai chỗ trống. Hai anh này mình vừa gặp ở quán ăn lúc nãy ba nhỉ. Chắc các anh đi nhanh quá nên mới bị ngã đây. Bọn anh... Tại trời mưa to, tầm nhìn kém, đường lại trơn trượt. Chứ không thì làm sao tay lái lụa như bọn anh trượt ngã được chứ. Hóa ra cứ lái xe không chuyên như bác lại hay. Đi chậm chậm, thế mà lại chắc. Thú thật với mấy cậu, trước đây tôi đã từng lái xe tải đường dài mấy chục năm rồi đấy. Sao cơ ạ? Bác đã từng là lái xe tải đường dài sao? Đúng vậy. Và ngồi sau vô lăng, lúc nào tôi cũng tâm niệm rằng càng gặp tình huống khó khăn, mình càng phải cẩn trọng, không chỉ bảo vệ an toàn cho mình mà còn cho người khác nữa. Dạ, chúng cháu sai rồi, cháu xin lỗi bác. Đây âu cũng là bài học nhớ đời với chúng cháu. Bài kiểm tra đặc biệt. Vâng, sau khi hết tiết học tôi sẽ đến luôn. Chắc khoảng 11 giờ là tôi có mặt tại đó. Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ. Hình như mình vừa nghe thấy tiếng khóc. Thôi nào, sắp vào tiết học tâm lý của giáo sư Rao rồi. Nếu không thấy chúng mình, thầy sẽ hỏi đấy. Chúng mình mau vào lớp đi. Nhưng mà tớ buồn lắm Ellie ơi. Tớ không có tâm trạng nào để vào lớp học đâu. Tớ muốn ở đây một mình. Hay là cậu vào trước đi. Sao tớ có thể bỏ mặc cậu ở đây một mình được cơ chứ? Có vào thì cùng vào, không thì tớ sẽ ở lại đây với cậu.
Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là bọn mình cùng vào lớp. Ngồi đây không giải quyết được vấn đề gì cả. Tớ muốn yên tĩnh một mình. Cậu cứ vào trước đi. Không cần lo cho tớ đâu. Nhìn cậu thế này, tớ không yên tâm một chút nào cả. Nào, nghe tớ. Đứng dậy đi, đừng ngồi ở đây nữa. Tớ không muốn vào. Tớ chán lắm. Chán thật sự. Tớ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Chỉ là bị từ chối tình cảm thôi mà. Kairit không yêu cậu thì sẽ có người khác yêu cậu. Tại sao phải như thế? Ít nhất cậu ta đã thành thật, chả lừa dối tình cảm của cậu. Cậu không phải là tớ thì làm sao mà hiểu được cơ chứ. Tất cả tình cảm, hy vọng của tớ đều dành cho Kairit. Cậu ấy cũng hiểu điều đó mà. Vậy mà lại từ chối tớ để đến với một cô gái khác. Tớ có gì kém cô ấy chứ? Cậu không thua kém gì cô ta. Nhưng chuyện tình cảm đâu có thể nói rõ ràng được điều gì. Tất cả đều xuất phát từ tự nhiên. Kairit yêu cô ấy là vì cậu ấy có tình cảm với cô ấy. Cậu không thể miễn cưỡng được. Tại sao chứ? Tớ không chấp nhận. Tớ không chấp nhận điều đó. Thôi nào, rồi cậu sẽ tìm được người mà cả cậu và người đó đều yêu thương nhau. Không đến mức chán như thế đâu. Tớ còn chán gấp vạn lần cậu đây. Định rủ cậu ra đây an ủi tớ, mà tớ lại phải an ủi cậu. Cậu cũng có chuyện buồn sao? Thế cậu có chuyện gì? Nói tớ nghe xem nào. Bây giờ cậu mới để ý đến tớ sao? Cậu có còn coi tớ là bạn thân không vậy? Tớ xin lỗi. Đúng là tớ chỉ biết khóc rồi than thở với cậu, mà không để ý đến tâm trạng của cậu. Nói đi, xem tớ có thể giúp được gì cho cậu không? Tớ vừa bị mất việc làm thêm, mà còn bị người khác đổ oan mới ức. Chán chết được. Tháng này xác định không có tiền tiêu rồi. Cậu bảo thế có chán không? Tưởng chuyện gì, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Chỗ đấy không tin tưởng cậu thì có đáng gì? Thế mà cũng làm tớ tưởng cậu cũng bị thất tình giống như tớ chứ. Đối với cậu không to tát, nhưng đối với tớ vô cùng nghiêm trọng. Cậu làm như ai thất tình cũng như cậu không bằng. Tớ thất tình đầy rồi nha. Không yêu người này thì yêu người khác. Còn tiền không có thì đào đâu ra? Đúng là mỗi người đều có một nỗi buồn riêng. Không ai giống ai cả. Chán thật. Chứ sao nữa, cứ làm như mình cậu buồn không bằng. Thôi vào lớp đi, không thể phạt bây giờ. Ăn phạt nữa là lại buồn nữa đấy. Chào thêm rau ạ. Chào các em. May quá, vừa vào kịp lúc, thầy còn chưa đến. Biết thế hôm nay tớ xin nghỉ ở nhà, chả còn tâm trạng học hành. Tại cậu cứ nói sợ thầy phạt, rồi lôi tớ vào đây đấy. Thôi đi, ở nhà có mà càng buồn hơn ấy. Các em à, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đột xuất nhé. Các em thấy thế nào? Ôi, kiểm tra đột xuất à? Chết rồi, mình đã ôn bài đâu. Sao thầy lại không báo trước cơ chứ? Báo trước thì còn nói gì là đột xuất. Đúng là xui tận mạng mà. Tâm trạng tớ thế này làm sao làm bài kiểm tra được chứ? Chắc chắn là sẽ bị điểm kém cho mà xem. Chán ơi là chán. Không sao đâu, còn có tớ ngồi bên cạnh cậu mà. Cứ thoải mái mà làm bài thôi. Có gì tớ sẽ nhắc cậu. Yên tâm đi, tớ ôn bài rồi mà, không sợ bị điểm kém đâu. Ghê chưa? Hôm nay lại tự tin quá nhỉ. Cậu chăm học đột xuất đấy à? Thì bị đuổi việc, rảnh quá không có việc gì làm nên lôi bài ra học thôi. Thế mà lại có ích. Trong cái rủi đúng là có cái may. Đây là đề bài thầy đã chuẩn bị sẵn cho các em. Mỗi người sẽ có một đề. Lớp trưởng mau đi phát đề cho các bạn đi nào. Dạ thưa thầy. Tự nhiên thì kiểm tra, chán ghê. Hy vọng đề ra đừng khó quá, không thì chết chắc rồi.
gì thế này? Thầy có nhầm không vậy? Đề bài kiểu gì vậy? Chỉ có một điểm đen ở giữa tờ giấy trắng tinh thế này. Của cậu có như vậy không? Chẳng hiểu đề bài này có nghĩa gì. Thầy muốn chúng ta làm gì vậy? Chẳng có ghi chú giải thích gì cả. Biết làm thế nào đây? Các em trật tự, các em đã cầm đề trên tay rồi. Thầy sẽ giải thích cho các em hiểu. Đề bài của ngày hôm nay là: các em hãy viết về những gì mình thấy trong tờ giấy mà thầy vừa phát. Thời gian là 15 phút, bắt đầu. Hả? Chưa từng thấy đề kiểm tra nào lạ lùng như vậy. Thôi làm bài đi, thầy tính giờ rồi đấy, chỉ có 15 phút thôi đấy. Thôi viết đi, thầy nói rõ rồi đó. Viết thế nào thì viết, dù sao cũng là đề mở, không liên quan đến kiến thức mình học thì còn dễ làm hơn. Viết thì viết, mà biết viết gì bây giờ? Hay là thôi không viết nữa, kệ nhỉ, làm đi, hết giờ bây giờ, ngồi đó mà kêu ca. Hết thời gian, các em nộp bài lại cho thầy. Lớp trưởng, em đi thu bài của các bạn đi. Tớ chẳng biết viết gì ngoài chấm đen kia. Tớ cũng vậy, không viết về nó thì viết về cái gì chứ? Không lẽ lại nộp giấy trắng à? Chẳng biết được mấy điểm nữa. Dạ thưa thầy, các bạn đã nộp đủ rồi ạ. Cảm ơn em. Bài kiểm tra hôm nay lạ nhỉ, chưa bao giờ thấy thầy ra đề như này. Đúng là một bài kiểm tra đặc biệt. Không biết đáp án thầy đưa ra là gì nhỉ? Hồi hộp ghê á. Ê, hôm nay thầy có vẻ lạ nhỉ? Tự nhiên thì... tôi chả quan tâm. Tôi đang chán đây. Muốn ra sao thì ra, điểm kém cũng được. Cậu đúng là... Thầy vừa đọc qua một lượt bài của các em, tất cả đều có một điểm chung. Các em có biết là gì không? Điểm chung là gì thế thưa thầy? Đề bài thầy đưa ra là hãy mô tả những gì mà các em nhìn thấy trên tờ giấy này. Và hầu như tất cả các em đều mô tả về chấm đen trên trang giấy. Thì đúng rồi, trên giấy ngoài chấm đen thì còn gì nữa? Thầy còn có ý gì khác sao? Các em nghĩ trên trang giấy này không còn gì khác ngoài chấm đen sao? Hãy thử quan sát kỹ xem nào. Em chẳng thấy gì ngoài chấm đen cả. Đúng, có khác gì đâu. Ngoài chấm đen, trên trang giấy này còn có cả phần màu trắng mà. Các em không nhìn ra sao? Đúng rồi. Vậy tại sao trong số các em không ai viết về phần trắng của trang giấy thế? Nó mới là chủ đạo cơ mà. Ai cũng tập trung vào một chấm đen, dù nó không đáng kể gì so với cả trang giấy. Lớp trưởng, em nói xem. Thưa thầy, em cũng không biết ạ. Chẳng hiểu sao lúc đó em chẳng nhìn thấy gì ngoài chấm đen, nên chỉ tập trung viết về nó thôi ạ. Alisa, em thì sao? Em có thấy không? Em chỉ thấy chấm đen nổi bật nhất trong mắt mình thôi ạ. Ngoài ra em cũng không để ý đến những phần khác. Đó không phải là cách nhìn của riêng hai em, mà tất cả lớp chúng ta đều như thế. Các em cũng không sai, bởi vì chúng ta hành động theo tâm lý số đông. Thế là sao ạ thưa thầy? Chúng em vẫn chưa hiểu thầy đang muốn nói điều gì. Cuộc sống cũng như tờ giấy này, điểm đen là những vấn đề đang làm phiền chúng ta, khiến chúng ta phải bận tâm, như những rắc rối trong chuyện tình cảm, tiền bạc, mối quan hệ với bạn bè, gia đình. Còn lại chính là những khoảng trắng. Chúng ta có một tờ giấy với rất nhiều khoảng trắng dễ chịu, thoải mái. Nhưng chúng ta lại chỉ chăm chăm nhìn vào điểm đen duy nhất trên trang giấy, chứng tỏ điểm đen này chiếm phần lớn trong tâm trí của các em. Các em cần phải nhận ra rằng chấm đen này thực sự rất nhỏ và không đáng kể. Hãy đừng để tâm đến nó nữa. Hãy rời mắt khỏi nó để đến với những khoảng trắng bao la kia. Hãy rời mắt khỏi những chấm đen trong cuộc sống của các em. Các em sẽ nhận ra cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp ở phía trước. Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện khiến mình phiền lòng nữa.
hãy tận hưởng cuộc sống còn ẩn chứa trong những khoảng trắng của tờ giấy nha. Dạ, chúng em hiểu rồi thưa thầy. Chúng em sẽ không để những chấm đen đó ảnh hưởng đến cuộc sống như trang giấy trắng của mình đâu ạ. À, bài kiểm tra này thầy sẽ không chấm điểm. Lớp trưởng mau trả lại về cho các bạn đi. May quá, thầy không chấm điểm rồi. Thầy mà chấm điểm là mình ăn xe rô rồi. Thầy đưa ra bài kiểm tra cũng chỉ muốn các em suy nghĩ và có thái độ tích cực hơn để đối mặt với cuộc sống này thôi. Còn tập bài này thầy sẽ trả lại cho các em. Các em hãy về làm lại cho thầy. Thầy hy vọng là sẽ thấy những điều tích cực, mới mẻ trong suy nghĩ của các em. Lúc đó thầy mới chấm điểm. Dạ thưa thầy, chúng em hiểu rồi ạ. Thầy nói đúng, chúng ta đã để tâm quá nhiều đến điểm đen đó rồi. Hãy vui vẻ lạc quan, nghĩ về những khoảng trắng kia. Đúng là một bài kiểm tra đặc biệt. Ừ, cũng có thể thầy đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta nên mới bày ra cách này để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống. Nếu đúng như thế thì thầy đúng là một thầy giáo tâm lý tuyệt vời ha. Chúng ta đừng phụ lòng thầy nhé. Phải đó, chúng ta không được phụ lòng thầy đâu. Và để làm được như thế, trước tiên cậu hãy quên tên cà rít kia đi. Còn tớ, tớ cũng sẽ đi kiếm việc khác, không buồn nữa. Hãy thuộc về một nơi xứng đáng giúp mình vui tươi hơn, hiểu không? Ok, tớ với cậu cùng phấn đấu nha. Gạt hết điểm đen, chỉ hướng về khoảng trắng nha. Nhất trí. Mong ước của cha. Bố ơi, con đã được vào đội tuyển bóng đá rồi. Ước mơ của con đã thành sự thật rồi. Tuyệt vời. Vậy là bố có thể được xem con đá trên sân vận động rồi phải không? Đúng thế bố ạ. Trận đấu đầu tiên của con sẽ diễn ra vào cuối năm nay trên sân Ray World. Tuyệt quá. Bố phải đến thật sớm để chọn được chỗ đẹp và gào to nhất có thể để cổ vũ cho con. Nếu mẹ biết được tin này, chắc chắn là mẹ sẽ tự hào về con lắm đó. Bố tin rằng dù mẹ đã đi xa, nhưng mẹ sẽ luôn theo dõi và ủng hộ ước mơ của con. Ông Kevin, ông có sao không? Không, tôi không sao. Chỉ là một cơn choáng nhẹ mà thôi. Không hiểu sao dạo gần đây tôi hay bị chóng mặt như thế này. Bỗng nhiên trời đất như tối sầm hết cả. Hay ông đi bệnh viện khám thử xem sao. Chứ tôi thấy sắc mặt của ông không được tốt lắm đâu. Không cần phải lo lắng quá đâu. Tôi trông thế này thôi chứ vẫn còn khỏe lắm. Ông và tôi đều đã có tuổi, không chủ quan với sức khỏe của mình được đâu. Ông nghe tôi đi, cứ đến bệnh viện khám qua cho yên tâm. Được rồi, tí nữa trên đường về tôi sẽ ghé qua bệnh viện theo ý ông, được chưa nào? Anh Kevin này, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện anh bị ung thư biểu mô màng não. Tôi rất tiếc phải báo với anh rằng hiện bệnh của anh đang ở giai đoạn cuối. Bác sĩ nói sao? Tôi bị ung thư giai đoạn cuối hả? Đúng vậy. Đây là căn bệnh hiếm gặp và không có triệu chứng rõ ràng gì, nên rất khó để nhận biết. Khối u hiện đã di căn, anh cần phải nhập viện ngay lập tức để điều trị. Tôi biết anh đang rất sợ hãi, nhưng lúc này chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc ngăn chặn, làm chậm sự phát triển của ung thư để có thể kéo dài thêm sự sống. Dream đây hả con? Con đã ăn sáng chưa vậy? Con ăn rồi, đang chuẩn bị đi học bố ạ. Hôm qua bố có ngủ được không? Con nghe nói sau khi truyền hóa chất, người rất mệt phải không bố? Con đang định bỏ buổi tập để về với bố đây. Ôi trời, con biết là bố khỏe như thế nào rồi đấy. Mấy cái vụ lẻ tẻ này làm sao làm khó được bố. Con cứ yên tâm luyện tập.
Bố ở bệnh viện một thời gian, chữa khỏi bệnh là bố lại về. Không có vấn đề gì đâu. Bố ơi, cuối tháng này là trận đấu diễn ra. Con hy vọng tới lúc đó bố đã khỏe mạnh hoàn toàn để xem trận đấu. Đương nhiên rồi con trai. Làm sao bố có thể không tới dự trận đấu đầu tiên của con được cơ chứ. Con hãy tập luyện cho thật tốt nha. Rồi tới hôm đó ghi bàn thật xuất sắc nghe chưa. Ông Kevin, hôm nay ông thấy trong người sao rồi? Người tôi vẫn có cảm giác gián dứt, đầu nhức như búa bổ, nên bữa ăn cũng không thấy ngon miệng. Đó là tác dụng phụ do hóa trị gây ra. Ông cố gắng tĩnh dưỡng vài hôm, những triệu chứng đó sẽ bớt dần thôi. Cô Anna, có điều này tôi muốn hỏi cô. Chả là cuối tháng này con trai tôi có trận đấu đầu tiên ở sân vận động Ray World. Tôi đã hứa sẽ đến cổ vũ cho thằng bé. Không được, sân vận động Ray World cách đây tới 4 giờ đồng hồ chạy xe. Ông phải hiểu là mình đang trong tình trạng thế nào chứ. Đi một quãng đường xa như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông. Cô không thể hiểu được trận đấu này quan trọng thế nào với con trai tôi đâu. Thằng bé đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Tôi phải có mặt ở đó để động viên cháu. Là một y tá, tôi quan tâm tới sức khỏe của bệnh nhân mà thôi. Tôi không thể đồng ý với ông được. Với tình trạng sức khỏe như hiện giờ, chỉ có ở bệnh viện, ông mới có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất mà thôi. Tốt nhất là ông hãy bỏ ý định đi xem trận đấu đó đi. Không được rồi. Mình không thể bỏ lỡ trận đấu quan trọng này. Ngày hôm đó mình sẽ tìm cách chuồn khỏi đây để tới sân vận động. Ông Kevin, đến giờ dậy rồi. Tôi biết ông rất muốn đi đến sân vận động. Hả? Sao toàn là gối thế này? Ông ta thật là dám trốn đi trong tình trạng sức khỏe như vậy. Mình phải đi tìm ông ta mới được. Hy vọng là ông ta chưa rời khỏi đây. Kia rồi, chính là ông ấy. Xin lỗi ông, tôi không thể bắt được taxi. Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn ra đường lớn không? Tôi cần tìm taxi để tới sân vận động Ray World ngay bây giờ. Được thôi, mời ông. Ôi. Ông Kevin, ông định trốn chúng tôi để đi đến sân vận động phải không? Trận đấu này thực sự quan trọng với con trai tôi. Tôi phải đến đó để cổ vũ cho thằng bé. Xin cô hãy cho tôi đi. Câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không ông Kevin ạ. 4 tiếng trên ô tô để đến sân vận động, đó là điều không thể với một bệnh nhân nặng như ông. Nghe lời tôi và trở lại giường bệnh. Nếu không thì chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với ông. Thưa cô có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó không ạ? Ồ, tiến sĩ Dennis phải không? Rất vui được gặp ông. Hôm qua tôi vừa mới đọc một tờ báo địa phương đưa tin về ông và cả chiếc phi cơ đời mới của ông nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng hình như bệnh nhân kia đang rất cần đi đâu đó thì phải. Có chuyện gì với ông ấy vậy? Con trai của ông ấy đang có một trận đấu đầu tiên ở sân vận động Great World. Ông ấy muốn tới đó để cổ vũ con trai, trong khi tình trạng sức khỏe không cho phép ông ấy ngồi trên ô tô suốt 4 tiếng đồng hồ. Thật đáng tiếc. Ông Dennis, tôi chợt nghĩ ra điều này. Tôi có thể cầu khẩn ông giúp đỡ được không? Không biết bố có nhớ ngày hôm nay diễn ra trận đấu không? Mình gọi suốt mà không thấy bố trả lời. Hay bố xảy ra chuyện gì rồi? Jim, bố cậu tới gặp cậu kìa. Bố, con cứ nghĩ là bố không thể tới đây. Bố cũng tưởng vậy. Nếu như không có cô Anna và ông Dennis đây, con hãy thể hiện hết mình trong trận đấu hôm nay nha Jim. Có bố ở bên, con như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Nhất định con sẽ tung hết sức trong trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn ông đã dùng chiếc trực thăng của mình để đưa tôi tới đây. Nếu không, có lẽ tôi đã không có cơ hội được đứng đây xem con trai chơi bóng.
Nếu cô y tá Anna không đồng ý cho ông ngồi trên chiếc trực thăng trong vòng 1 giờ đồng hồ để tới đây, thì tôi cũng chịu thôi. Ồ, nếu là đi ô tô trong vòng 4 giờ đồng hồ thì không thể được. Nhưng với một chiếc trực thăng thì tôi đồng ý. Tôi cần phải đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân của mình mà. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đối với tôi mà nói, đây là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ ngay cả khi tôi mất đi, con tôi sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay và vững tin rằng bố luôn ở bên, là điểm tựa vững chãi cho nó trên con đường đời. Scott Sullivan, một người đàn ông 50 tuổi ở Somerset, Kentucky, được chẩn đoán mắc một dạng ung thư hiếm gặp sau khi nhập viện. Khi biết mình không thể sống được bao lâu, ông Sullivan không mong ước gì hơn là được xem trận đấu bóng đá đầu tiên của con trai mình. Nữ y tá Humphrey đã giúp điều ước của Sullivan trở thành sự thật bằng cách liên hệ với một nha sĩ địa phương, đưa Sullivan đến xem con trai chơi bóng trên máy bay riêng của anh. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của ông Scott Sullivan ở Kentucky, Mỹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!